I don't feel unsafe at the moment. So we can have a look at the bridge. It's not unsafe. Cảm thấy rất nguy hiểm đấy ạ. Thì mình cũng muốn có cái bộ ảnh nó đẹp, xứng đáng để cho mình đi chụp nên là mình cũng hy sinh một chút. Đang trèo sang thì tàu vừa đến. Thế là tớ đi sang bên đường dây tớ đứng. Vẫn cảm thấy thích. Tàu đi qua cái lại quay lại chụp luôn.